qua cõi sông mê tìm quân tình mẹ châu khê màu chờ con dài tái tê lòng vàng ba ân linh kỳ ba duyên ơi chốn truyền tâm kinh cứu vớt tử linh khai truyền thiên lộ lữ trình thông tri lý đạo rõ tình thâm ân linh căn xưa tiền thân mẫu tàu tánh siêu phàm thông đạo chi tiên ngọc trăng chiếu rồi ở diệu quyền cội nguồn ân đức mẹ hiền rải ban chân tánh đạo hoàng toàn thâm mơ thiết xưa cùng gì chẳng biết mùi đời linh hồn sáng rồi gì ngôi trăng nhớ tuyền bích ngọc là nơi nhớ cửu trùng khá tình ngộ đại hùng minh ni mẫn lo phụng hành bổn phận cho tròn thất lời mẫu dạy sắc son linh trời tuân mạng bảo tồn nguyên nhân thất tâm nội mê trần mong ảo tình trí lo tâm đạo vô vi tu tâm dưỡng tánh kiên trì hành cơ thiên luật mẫu thì ban ân ngộ pháp tiền căn đơn thánh thành thực tu mới rành nghiệp duyên đạo chân chẳng mến bạc tiền quả lành gặp hai quy nguyên phản hồi sự kiên triết cõi trời tam giáo cội tam thanh điểm đạo linh căn long đình ngọc bội tư ân hoa sen đua nở mừng căn thiên lành kỳ tuyến lửa thực hành mới quý ơn lành hai mở hồi tam thiên con ơi nghe mẹ chỉ truyền ráng lo tu niệm khỏi phiền về sau lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ đường công danh hiệp đó rồi tan ham chi mà vội mơ màng cơ trời dân nước thành tàn khuyết thu
ngọc ngà châu báu hường thân cũng không thể sánh cho bằng đạo tâm. Ta đạo dễ lầm ta mê, nếu không truy đạo lý chánh truyền trao dồi tánh mạng căn nguyên, dồi nghe chẳng xét màu truyền lầm ngay. Khó đạt gì trở về với màu màng vô minh hố lầu phố đầy, chọn màu sắc tướng nhiệm sai dựng hình tiếng Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngữ trị trong hồn, phép tài ảo thuật cứ bàn môn thần thông biến quá mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biển tài đạo lý, thiên sự hành ý chí khác xa, con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng ngủ mê lâu đời. Muốn tu tịnh chiều nhồi chiều khảo tư tưởng lành chữ đạo nhất tâm, rõ thân ma nghiệp cõi lầm trong thân đối pháp kiếm tầm đâu xa. Lìa sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mọi điều đúc len muốn ăn tạm dừng chẳng nghĩ sát trần, tùy duyên quá độ đuối thân tu hành. Nghĩ sự đạo đã thành chưa dứt, làm việc gì mẫu mực xét phân, chớ nên nơi tình bước làm càng hòa thân uổng kiếp nghiệp mang linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy chớ quên hồn tiêu hoài mãi sao. Sự phân luật định thiên tạo, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng làm mê hồn mê chia trả dây, luật hình thương pháp chẳng sai đau lòng của mẹ gái trai hằng tường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con
siêng năng lập đức bảo tồn, cứu nguy nhân loại mê hồn trầm luân. Quỷ nhân loại mê hồn trầm luân, biết phận sự con đừng than thở, tạo muôn đời nhắc nhở danh thông. Nhục dinh chẳng nghĩ mất còn, chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan cực khổ, dầu đớn đau nghiệp quá khảo nhồi, một lời thề thần minh chứng giám nghe đất trời rõ phân. Chớ chán nản thay lòng đổi dạ, muôn đất thành đạo quả phải hành, chúng chuyên thử thách đi tồn sanh là đường tiến quá luật hành người tu. Chớ nghĩ tới giận thù quán ơi, chỉ đại hùng học phép từ bi đức ân. Sự khó bì dầu cho lao khổ sắc gì bản thân, thương nhớ mẫu phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên. Đáp đền thất tổ cửu quyền, sắm thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dầu khăn tướng giàu sang khó sắm, phần thánh tiên dùng tâm thảo hiền. Nghiệp đời dù lắm quan khiên, bằng lòng tu luyện máu liền giải quan. Cơ tái tạo sai sàng tận gốc, chớ chần chờ để lắp tánh linh. Để lắp tánh linh trận đồ bát quái luật hình, ngũ hành vận chuyển nhân sinh điều tàn. Lời mẹ đã trời, chẳng lo tu điểm chiều mới, thì đừng trách mẹ vì thời chẳng than. Màng ma quỷ còn đương trả trốn, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần. Để tùy duyên tiếp mơ độ nhân,
đạo chánh chân mạng này. Luận kinh Phật to bài đôi chút, đời lộn đăng mực thước khó dò. Tứ sanh thập loại nhỏ to, đầu thai quả báo khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức, mang lớp người rủ rượt tâm mang, ham làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Chỉ biết có bạc tiền danh lợi, cứ tung hoành bị ổi chẳng bằng. Giết người cướp của độc ác khó phân ngày tàn. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá, cũng là ngày trả quả nghiệp căn. Chuyển xoay định luật công bằng, khảo nhồi thương phạt kiếp căn đời cùng. Sự chọn lựa yếu trung kỳ chót, còn khá lo ơi bỏ mót đức ân. Chớ hàm mê sự hồng trần, buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đọa đày. Dù gặp cảnh quả tai khó cứu, cần định tâm hấp thụ điện quang. Nghiệm suy thấu triệt trần hoàng, trong cơn sàng sai lớp màng đau thương. Các con nghĩ cho tường căn kè, nếu không thì ắt mẹ xa con. Đau lòng mẹ đã tạo hồn, dưỡng nuôi hấp thụ báo tồn linh quang. Từ cõi xuống trần gian, lập hành bị lũ ma dụ tâm mê trần. Đâu còn nhớ kiếp tiền căn, xứ tên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quả, chịu luân hồi dài trả không ngừng. Con ơi lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đời tìm phương cứu nàng. Sợ đến ngày chiếu màn hỏi ngộ, rồi các con chịu tội giữa tòa. Cộng đồng tam giáo chẳng tha, luật tứ hình
sửa trị khó mà an thân. Bị xa đọa trầm luân địa ngục, phải dứt đi mới được đầu thai. Năng đền nghiệp quá trả dai, cũng như mạng kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó nên đau lòng mẹ, chẳng đành tâm nhìn trẻ như lạc lầm. Chuyển cho điện pháp quyền thâm, chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xương. Mạng tam giáo lọc lửa đảo quê quả, trên tam thiên lục ba xuống trần. Bạn môn tà đạo vô căn, hại con của mẫu mê trần còn đâu. Nhắc đến đây mẹ sầu linh tử, mãi theo đời quên sự thâm ân. Linh quang gốc tuy cội tiền căn, ngồi xưa với bò nghiệp trần đeo mang. Sự vai trả trần gian chồng vợ, tình thâm ân con nợ phụ dân. Chiếu theo luật đạo cộng đồng, thì con bất hiếu khó mong bảo tồn. Quên mất tâm chân hồn giá trị, nhớ mê lầm ma quỷ lời dân. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phê bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi biện minh. Nghe theo tà mê lầm tin, xuôi con tiêu hoại hồn linh ngục tù. Để vào cánh âm ngô tâm tối, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh tâm ngu muội nặng nề, kiếp thâu chánh pháp trở về thiên thôn. Cơ ân xa tận cùng mang chốt, Phật thánh tiên cứu vớt linh hồn. Ráng nghe lời mẹ bơ con, đức tin vững chắc bảo tồn hậu lai. Xét cho kỹ lời ngay lẽ thật, dù khảo nhồi tâm Phật đi đừng lơ. Dù có lắm lời ngọt ngon, dù dỗ theo đời thì không. Thầy nhất quyết một
Ngọc châu dụng pháp đạo vàng, trong thân sẵn có ngư bảo toàn chân linh. Dù tài phép yêu tinh có giỏi, lòng đức tin cứng cỏi cố dình, đạo là chân lý cao minh. Đạo không sắc tướng hữu hình, ngoài thân đời mà kiếp dương trần hỗn loạn, lắm mưu mô đủ hạng ở con. Tạo hình dựng cốt mê hồn, vẽ tên tiên Phật để con lạc lầm. Khó biết chỗ đạo tâm quan trọng, pháp vô vi mở rộng trần gian, chiếu soi nhật nguyệt gần tàn, đắc thông ngũ tạng bao toàn tâm linh. Chuyên nội thân tâm minh định trí, ngồi quán thông pháp lý chân không, hoặc là đi đứng nằm lòng cũng luôn chuyển pháp mới thông nhiệm màu. Ngoài sắc tướng có đâu là đạo, con cần nên tìm thảo cho tường, mượn kinh bài lý gạt lường nhân sinh. Trật đạo nhân bùa linh thuốc lô mê hồn, để chúng sai khiến các con theo ta. Nếu chẳng nghe những lời theo dệt, chúng đủ tài làm chết chẳng chơi. Không tu tin tưởng Phật trời, để lòng thiện đức khó thời vượt qua. Màng lọc lừa sư tà ngoại đạo, ra tranh tài trên vào Phật tiên. Giả hình giả tướng tượng hiền, mà lòng thâm độc chẳng hiền nghe con. Vì như mẫu chúng còn bôi bát cho mẫu đây vào hàng đau tàn. Con ơi lòng mẹ thiết tha, ai sanh ai tạo vậy mà vật chi, đồ vật chất để thì nuôi dưỡng cho ăn thân có được tu hành. Sanh tâm lòng già bất cứ lành,
chế bài vật mẫu phải đặt đỏ thân. Dù mang kiếp làm thân cũng mơ thấy, vô lễ còn khi về kêu căng. Phật nào giả dối ngang tàn, bất chi chân lý đọa mang ngục hình. Cơ ân xa mặt tình thấy sự, muốn nói gì ngôn ngữ chẳng chuyên. Sau này đừng có trách phiền, thần quan tả hữu ghi liền chẳng sai. Tâu ngọc để các ngài tam giáo chiếu ngọc hình xứ đạo kỳ này. Long qua đại hội hoằng khai, đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền. Con của mẹ hãy nguyện nhẫn nhục, đèn đức ân phổ phục bể rồng. Tu là tu tâm tu lòng, chớ đừng tu tướng mà hồng đắc chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ân thân mới mong còn. Một lòng vì mẹ sắc son, ráng lo làm đạo bảo toàn kiếp châu. Đừng xa ngã vui trần con gì, để ma dương lũ quỷ vớt hồn. Xa vào trận địa vàng môn, hảo danh trục lời chẳng còn mạng sanh. Mẹ thương con vì căn mẹ tao, nên khai truyền lý đạo chân linh. Đó là cố mơ nhục ngỡ thâm tình, đừng lầm mối đạo chân linh mình. Dầu ba đạo tạm thời đắc chí, các con cần rõ luật hành trì. Mặt đời thế sự thị phi, tu hành chớ nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, vẫn chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên câu mẫu tạo thiên ban, xuống trần trục lợi nghiệp mang chết chồng. Lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế làm thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tiền
chào. Ý mình con mẹ thiên cao, chế ngài dạy tiếng chẳng vào lễ nghi. Tội vô lễ ngài thì quán giận, chốn mẹ hiền xuống tận coi đời. Ngủ ma quá phép dậy rồi, nhập tâm con trẻ mê đời tạo gây. Cho linh tử đắm sai mùi tục, để thỏa lòng giận tức bá hầu. Cũng là phạm luật thiên cao, cho nên ở mãi trần lao hai đời. Chiếu kỳ ba luật khi trời mở rộng, lập đạo màu cứu rồi đinh căn. Thoát nơi nghiệp quả hồng trần, được về bốn đất nguyên nhân chực châu. Nay đến hội hoàng cầu xây chuyển, đại phong thần lựa tuyển linh căn. Chọn con hiền đức nghĩa nhân, rõ tri ngũ dục trong thân diệt trừ. Mới thoát khỏi cuộc đời mê bụi, lo tu hành chủ tội ngăn xương. Lòng qua ta lòng lừa, chuyển cơ thân đức đại thừa quy căn. Các con khá tinh thần giác ngộ, luyện tâm hồn tự độ si mê. Dân lời của mẹ từ bi, giữ tâm trung hiếu lễ nghi cho tròn. Lập công quả mốt bọn đức hạnh, dụng công phu sửa tâm diệu hiền. Công trình dân chí thần tiên, tam công trọn vẹn thành tiên tại trần. Tạo chân lý quần thần trọng, đại khá phục hồi quán cải tâm linh. Ơn cha nghĩa mẹ tình, ơn thầy nghĩa Chúa hy sinh cho tròn. Cố thực hiện bảo tồn chân lý, thiết không hành cũng chỉ hoài công. Giang sơn gắn dốc non sông, phải đâu riêng hưởng để mong lời quyền. Phật đâu để người hiền mắt quả, kẻ ác hung dướng quả chẳng sai. Dù cho phương kế sắp
bài cũng không qua khỏi được ngay luật trời. Nếu không sớm kịp thời tỉnh ngộ để đến ngày thiên số định kỳ, xác trần bỏ lại còn chi, hồn linh ngơ ngẩn sầu bi đọa đài. Mẹ nói trước con ở nay liều lấy, rồi sau này khỏi phải trách phiền. Cuộc đời lắm nỗi đào điên, không nghe lời mẹ chỉ phiền đọa sang. Cơ thưởng phạt kỳ ba đã rõ, luật thiên đều chẳng có gì thương. Dù cho lắm sứ mạng trời mà làm sai luật cũng thời trị răng. Hoặc các bậc ni tăng học đạo ham uy quyền gây tạo tối trần, cũng đều bị luật trị răng. Tùy theo nghiệp tội xử phân công bình, luật tiên quá vô hình đào thải, chớ mê đời ngu dại hững hờ. Bây giờ chưa thấy làm ngơ, chừng khi quả tới khó thời cứu nguy. Đời ngu muội biết gì con mất, sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Thức tri thời vẫn mới khôn, đừng như đã chết chưa chôn chờ giờ. Mẹ có bao lời dấu ngọc, các con cần tu học nghiệm suy. Dù bao cay đắng xa chi, sợ lòng chẳng tròn những gì ân sâu. Khắp thế giới hoàn cầu dẫn chuyển, tới càng khôn linh hiện sơn báo ngọc lầu vàng, là cơ lập hội minh hoàng sử phong. Đến ngày đó linh căn tề tụ, nghe pháp truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu nhân sĩ nước ngoài hai đều chầu trực trước hai bề rồng. Có tam giáo cộng đồng phân xử, công quả tròn được dự kim giai. Bằng gây tội lỗi đỏ đài
vào nơi ngục thấp khổ uy xác hồn. Con ơi sự mất còn thăm nữa bãi cũng do lòng khổ dại mà ra. Căng tin đừng để làm ma uổng công mẹ tạo sinh ra chân thầm. Mãi âm dương xây dần chuyển ngơ quá lừa lọc căn nghiệp quả tinh di. Ai thương bằng mẹ diêu trì lo con mọi sự nể gì khổ lao. Từ tạo hóa thiên cao trời đất sinh muôn loài vạn vật hữu hình, có hai Phật mẫu truyền kinh cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bán bửu kinh luân tham bảo tuổi vàng năng chân đạo linh hồn cho con ơi giữ lấy bảo tồn phân đời thương cố dầm tròn đức ân. Nay đơn luật xoay dần mãn kiếp đời hạ quân tạo nghiệp dày đầy là kỳ tiến qua đổi thay lập đời thánh đức kỳ thượng lai thâm bình. Nơi lắm cuộc chiến chinh khói lửa để xây sàn gội rửa tay trần tam kỳ mở hồi lóng dân chọn con trung hiếu nghĩa nhân một thời. Sự báo ân cơ trời đã lộ các con cần giác ngộ rõ thông để khi lập hội công đồng tội tình gây tạo khó mong sống còn. Dầu sông tháp cho tròn nhân nghĩa chớ đem lòng mai mỉa phụ dông. Tình thương Phật mẫu đại đồng qua sanh giảng ức trần hồng linh đăng. Chỉ khắp vi cả hồng trần thế giới ngài định kỳ sắp tới con ơi. Ráng tu cho kịp ngài giờ rèn lòng sửa tánh nhớ lời mẫu khuyên. Đừng ngu dại mê tìm má quỷ rồi sau này loạn trí
xưng hô đủ kế gạt lường chúng sanh. Nơi sơn thức sanh dành châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng. Thanh bần đừng tối gắn công, ngày sau trộn đạo phỉ lòng hướng thân. Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tổn, làm tay sai cho bọn quỷ ma tạo gây ác nghiệp gian tàn, uống cho một kiếp sanh ra làm người. Lòng giả thú đôi dời tâm tâm, tất khinh khi Phật thánh thần tiên. Tội ma kiếp đọa quỳnh tuyền, muôn đời giam hãm xích xiềng trói thân. Con của mẹ tiền căn giác ơi ngộ, thì phải cần hiểu rõ đó siêu. Đừng nên loạn trí làm liều, đời này ma quỷ rất nhiều đó con. Cứ ẩn hiện trong hồn dục ơi mãi, suối ở làm điều khờ dài chẳng màng tội lỗi. Vậy thì con không định tâm đi khổ bì ngủ mê. Nó nhập phá hồn xa căn kiếp, để chân linh mang nghiệp mẹ con ơi. Muôn đời xa đọa khó thời tình tâm, kỳ mạng kiếp mẫu tầm linh tử, trao cầm nang con giữ phận mình. Đừng vì quyền lợi đâu tranh, để làm mất tánh hành lành cao thâm. Giữ đức khi độ đạo tâm vững chắc, chớ để cho chúng dắt theo đời lạc nằm khổ lắm con ơi. Chiều nhiều quá báo luật trời hành thân, làm bế chi tinh thần dũng mạnh tạo không phân đạo, không phân chấp cánh ở ngoài biên. Tùy thân hành sự trần miền, nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì. Ơn thầy tổ con ghi tất giả sự mặn
trừ quả kiếp căn. Đồng hành chơn đạo tinh thần mới là báo dĩ muôn phần ngày sau. Phá chấp ngã muôn màu sắc ơi tướng, chọn tấm lòng định liệu chân tâm. Hành trong ơi tư tưởng thiền lành, cạo đầu để tóc chẳng thành sự chi. Khá thâu triệt vô vi nguồn cội, pha chấp không chấp đi có nơi lòng. Một bầu vô cực hư không, âm dương phối hợp thần thông diệu quyền. Các bảo pháp chân truyền Phật mẫu, chiếu linh quang rọi thâu kiếp sau. Đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh siêu thánh chân hồn. Các con khá bảo bồn cắn gì mạng kỳ ni, đạo quả khảo nhồi. Phật tiên đâu rảnh con ơi, còn lo độ thế khắp nơi khổ sầu. Con nào rõ nhiệm màu chung lo đạo cả mẫu hiền, đắp xây phổ quá khai truyền nên công quá vị mẹ nhiều thương ban. Dầu thơ thất gian nan chớ nể, vẫn một lòng chớ để lạc phai. Đạo màu phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cố lập chí thực thi hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền. Đừng nên mượn đạo Phật tiên để làm danh lợi tư riêng tội mình. Kỳ mang kiếp thiên đình ấn xa là nhiệm kỳ đạo quả rất mau. Chuyện cơ phổ độ trần quan cũng là định luật sai sàng hạ môn. Đời với đạo mẹ còn xoay chuyện nên con cần thể hiện đạo nhân. Cho tình con mẹ vuông tròn, lập cơ thánh đức bảo toàn
mạng ở châu. Ngài đại hội Long Dân có mặt với nhân hiền sự thật căn tiên. Tham chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ đảo điên tinh thần. Mất đức hạnh tiền căn ngọc ý chạy theo đời ma quỷ loạn cuồng. Ở ăn bất kể thủy chung gian tà sao quyền lâm đường nạn tai. Ở ăn bất kể thủy chung gian tà sao quyền lâm đường nạn tai. Mang một kiếp trần ai dâu bể luật cứ thiên đình đâu dễ lắm ư loạn. Vì thường hung bạo dọc ngang trước sau cũng rõ lớp màng này đây. Dù ân ý tâm đầy thâm độc cậy lời quyền đâm thọc hại nhân. Có trên bắt đầu Nam Tàu xét soi thấu triệt trước sau lòng người. Sẽ tùy nghiệp luân khi trời báo ứng kiến nguyện ở đài xây dựng trần gian. Rõ thông mọi sự hành tàn trong tâm tội phước hai đàn phân minh. Con sẽ thấy hữu hình tận mắt mới hẳn tường tiếng Phật diệu quyền. Khó mong thoát khỏi luật tiên con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban. Rèn trí huệ đạo vàng tiếng bước đừng để rồi lúc nước tới chôn. Có giò hụt cắn mất hồn xác thân như sóng biển cồn ngoài khơi. Khó cứu mạng cuộc đời căng kiếp vì tạo gây tội nghiệp dày đầy. Mẹ nào có bỏ gái trai tại con cái luật cứ làm sai dướng phiền. Cuộc biến thiên trần miền náo đồng mãi quyền di mở rộng năm châu. Cuộc biến thiên trần miền náo đồng mãi quyền di mở rộng năm châu. Minh Dương
ngự chốn Nam Lầu. Sự người mỗi nghĩa gieo sầu tống tan. Cố tuyến lửa hành tàn nam nữ, rõ thiên điều phận sự gắn lo. Qua sông nhờ có thuyền đò, linh hồn nhờ đào thoát bờ sông mê. Chớ vội chấp khinh chơi ngang bướng, phải xét suy tội phước trong lòng. Đạo màu trí huệ mở thông, mới là hiểu được trong lòng Phật mang. Còn mê khó tầm ra chân lý, Phật nơi tâm nữ trị chẳng sang. Quán thông thấu triệt chánh tà, sao cần mê muội gây ra nghiệp trần. Làm điên đạo tinh thần lý trí, đâu tỏ tường chân đọa siêu. Hoặc là hiểu ơi thấu ít nhiều, vẫn còn bị nghiệp đủ điều gây nên. Khiến dục mãi đợi mong tưởng cùng sắc màu, mơ ước luôn luôn. Con ơi các sự tình trường đều là mộng ảo vô thường khổ đau. Nó khiến sai đi vào tối, quên cội quên nguồn, khó về gặp mẹ tòa sen. Ngàn năm xa đò vào đường si mê, nay có mẹ đạo đề khai mở, cũng là kỳ xa tội tử linh. Các con mau kiếp đăng trình, kiếp màng đại hội thiên đình thường ban. Một kỳ chót khi mẫu hoàng phê chuẩn, con bất tuân mạng lình chớ phiền. Đến ngày tam giáo quy nguyên, cộng đồng phân xử con hiền chớ than. Bao tâm sự lời vàng tiếng ngọc, là tình thương bao bọc linh hồn. Hai đường siêu đỏ dài khôn, con cần chọn lựa bảo tồn hậu lai. Khá chắc nghiệp đường ngay nẻo chánh, kẻo mê
gia hành quỷ dương. Mượn màu sắc tướng phô trương mà lòng dạ chúng khó lường hiểm sâu. Dùng đủ kế ngõ hầu tranh đạo của Phật tiên khai đạo vô vi. Những lòng thiện nguyện từ bi và tâm đạo đức thực thi bảo tàng. Nhìn đất nước giác thi ngộ trong con, ham mê danh lợi vọng dù rồi thân phải chịu ngục tù đọa đau. Màng tuyến chọn sai sàng dấu bể Phật tiên còn phó tế đâu yên. Hướng chi linh tử trần miền mà đòi an phận bạc tiền hương thân. Trong đại để sau này trở lại ngôi xưa, chớ tham danh vọng mắt lừa của loài ma quỷ lắm thừa kế mưu. Tầng tiếng ngõ phai mùi sự mất còn sáng tỏ bậc chúng. Riêng con linh mẹ chỉ truyền khai thông tám giáo cơ truyền, khai thông tám giáo cơ quyền cho con. Do chân tiên dù cho lắm sự não phiền, quỷ ma gây rối đạo hiền chẳng lơi. Sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ gương hy sinh Phật tổ đại hùng. Ma dương tài phép thần thông cũng không cắt đức đại hùng thanh cao. Ráng thức khi tỉnh dội vào tâm tánh thì nghiệp trần mới rảnh con ơi. Công lao khổ cực khảo nhồi mà không nản chi mới người con tiên. Việc khi phàm tánh tư riêng bản ngã giữ tâm hồn cao cả mới qua. Đời này lắm sự vọng ngang là đời ma quỷ khắp tràn hại nhân. Các con ráng tinh thần
định trí sớm tạo trừ ma bệnh mê si. Chạy theo thế tục ít gì càng gây thêm tội khổ quý linh hồn. Đời dây chả chẳng tồn tánh mạng, thường xảy ra tai nạn kinh hoàng. Cũng vì quyền lợi giàu sang mà khi dễ đạo quả mang bên mình. Sự quả nghiệp tồn sinh tùy kiếp của mỗi căn, duyên nghiệp khác nhau. Chưa thông suốt lý thiên tạo thì đừng vội trách lẫn nhau mỗi phần. Con nào cũng nghiệp trần tối lỗi từ lâu đời, sao khỏi trái ngang. Đến nay cộng nghiệp một màn, đáng mà trái quả trần gian cho rồi. Cho vợ chồng thay đổi hoặc cha con chửi bới gia đình, hoặc vì danh lợi mưu sinh anh em bằng hữu y mất tình nghĩa nhân. Chẳng còn biết tiền căn ruột thịt, cùng một mẹ lạnh lĩnh cửu trùng. Xuống trần mê mùi bất thông, ngủ ma nhập thể nên lòng đổi. Cùng nhau trở lại nói liền căn xưa. Đừng để tâm mắt lừa ma quỷ, nhập tâm mê chẳng nghĩ cội nguồn. Con nào cái linh bất tuân thì sao đừng trách cửu trùng xử phân. Mẹ phân cản tiền căn cõi rễ, cầm nan thơ lưu để sau này. Mong ngày đại hội rồng mây, cả con đầy đủ về nơi cột châu. Dứt niệm chướng mơ sâu đài đọa, lánh
sáng lìa cõi quá trần duyên. Thượng công đảo quá trần miền, cộng đồng tam giáo ban truyền đức ân. Có Phật dương cầm tân công lý, đại phong thần sắc chỉ tứ ban. Lập cơ thánh đức minh hoàng, giang sơn thành trị đạo vàng chân